Sao? Cái bụng bụng trong ngoài bụng trong nó thì nó đi tới bờ ngoài cơ thắng bụng thì cơ nhớ bụng ngoài tạo thành cái bao trước cơ thắng bụng hoàn toàn rồi cơ chéo ngang bờ cơ ngang bụng thì nó đi tới bờ ngoài nó đi ra phía sau, do đó mà cái cơ thắng bụng ở 2/3 trên là ta thấy là nó nằm hoàn toàn trong cái bao cơ thắng bụng, cho nên phía sau này nó có cái bao cơ thắng bụng như vậy. Ở bên phải cũng giống như bên trái, hai bên nó vừa hòa lẫn với nhau ở ngay cái đường giữa, kêu bằng cái đường trắng giữa, do đó mà cái đường trắng giữa tên thấy nó rất là mỏng, nó chỉ da rồi tới căng rồi tới mở chút khúc mạc thì vào trong trong bụng, do đó mà nó cũng không có mạch máu nhiều, do đó mà trong quá trình mổ tích thì chúng ta cắt cái đường trắng giữa này, nếu mà tôi đang sử dụng cái kéo hoặc là dao đốt thì chúng ta sử dụng cái nút cắt thôi, thì mà mạch máu nó không có thì đó là chúng ta cầm máu nó dễ dàng hơn. Còn 1/3 dưới là tôi thấy nó có khác chút, là cũng là các cái thành phần cơ giống hoàn toàn nhưng mà nó chỉ thay đổi có chút thì căng hơn, tự nhiên tôi thấy là cái cơ chế cơ da mô mỡ với da, cơ chế bụng ngoài, cơ chế bụng trong, cơ ngang bụng, khi mà nó đi tới bờ ngoài cơ thành bụng thì hình thành cái căng và nó đi ra phía trước cơ thành bụng thì nó tạo nên cái bao trước, do đó mà cơ thành bụng phía 1/3 dưới này nó không có bao sao nó cao lúc mạng nó rất là lỏng lẻo, cho đó khi mà chúng ta có thể áp dụng điều trị cho một số bệnh ví dụ như người mổ có bị bệnh đó, chúng ta tạo khoan rất là dễ dàng, còn 2/3 trên thì khúc mạc nó dính chặt vào thành bụng vậy chúng ta tạo khoan rất là khó, và khi đóng bụng cũng vậy thì thường là tôi thấy là khúc mạc nó lỏng lẻo, cho đó mà tôi có thể đóng một lớp viên cũng được rồi sau đó chúng ta khâu khâu cơ viên, còn 2/3 trên thì đa phần nó dính chặt, cho đó tôi em thường là chúng ta khâu cái cơ sau đó chúng ta móc luôn cái game khúc mạc chúng ta thông một lớp luôn, chúng ta không cần tách ra. Về yêu cầu của đường mổ thì thứ nhất là chúng ta mổ sao mà đường mổ này nó đủ rộng đi trực tiếp vào tổn thương, chúng ta xử lý dễ dàng, thì về phía mổ mà nếu mà chúng ta đi không đúng cái vị trí của tổn thương nó sẽ mổ rất là khó, ví dụ như số trường hợp thành lâm sàng thì thấy là chúng ta chẩn đoán viêm thừa cấp, nhưng mà khi mổ ra là nó cũng như vậy cũng có, trong suốt làm lâm sàng ta sẽ gặp những cái trường hợp như này, thì khi mà chúng ta mổ nội soi á thì cái dụng cụ nó dài, thì nghe tôi em có thể thao tác từ cái vị trí này chúng ta qua mình chờ lên, chúng ta có thể làm ở vị trí khác cũng được, nhưng mà riêng đối với cái trường hợp mà mổ ví dụ như tôi đã chẩn đoán được từ cấp rồi, chúng ta mổ một cái đường mổ nhỏ đường phẫu phải, chúng ta khám xét ta thấy bình thường ta nghi ngờ ta cũng như vậy, ta phải nếu mà muốn xử lý trên ta phải mở một cái đường mổ khác ta đi vào để xử lý nó, còn nếu mà chúng ta mổ đủ rộng tức là chúng ta chọn cái đường mổ giữa dưới dưới thì nếu mà chúng ta xử lý thuộc thượng được mỏng gọn rồi chúng ta nghi ngờ trên thì ta xử lý mổ rất là quan trọng, thì khi mà ta mà chọn đường mổ phù hợp thì cái tổn thương ta sự bộc lộ rõ ràng quan sát cũng dễ, chúng ta làm thủ tục rất là thuận lợi. Đường mổ thì em nên chọn cái đường mổ đơn giản dễ thực hiện, tức là đường mổ là một cái đường thẳng, gắn cố gắng một đường thẳng, chứ chúng ta đừng có mổ hình chữ T hoặc là hình dấu cộng, thì sau này em kết thúc cuộc mổ em tắm bụng rất là khó khăn, hoặc là chữ mổ sau này. Còn trong quá trình mà phẫu thuật thành bụng thì những cái khâu trước mà chúng ta cần quan tâm, thứ nhất là thần kinh, thì đối với những cái dây thần kinh ví dụ như ta mà mổ có bị bệnh hoặc là mổ thì cái nhân dễ vùng vùng bệnh bên phải hay bên trái đó, mà chúng ta vô tình ta làm tổn thương nó hay nhắm những cái thần kinh vùng này thì cái nhóm cơ và nhóm kinh chi phối nó sẽ bị yếu đi, dần dần thì ra là nguy cơ mà phát bị bệnh cho với đó bên nó sẽ tăng cao hơn nhiều. Còn về mạch máu thì tôi biết là cái thành bụng mạch máu rất là phong phú, chúng ta không có sợ thiếu máu nên ta chủ động trước những mạch máu thường cũng không 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 phải lớn lắm, giờ đó chúng ta cầm máu không không khó khăn, nhưng mà đối với trường hợp cầm máu thì cần quan tâm,
Tại vì những đối tượng mà ví dụ như đang mổ những bệnh nhân mà bị xơ gan thì cái mạng tuần hoàn hệ rất là nhiều mạch máu nó giãn rất là to, đó là tiên trên là bệnh nhân bị rối loạn mạch máu nên cho đó mà tôi em cầm máu không tốt thì cái hậu khẩu nó dễ bị chảy máu hoặc là nó chảy máu liên tục, chúng ta lo cầm máu rất là khó khăn. Rồi trường hợp mà cái bó mạch thường bị trên thường bị dưới đó, chúng ta học giải phẫu đó, thì thường hai cái bó mạch này đi ở phía sau của cơ thành bụng đi trong cơ thành bụng, do đó mà khi mà chúng ta mổ nếu mà mổ nội sâu thì khi mà cho ca chúng ta đâm xuyên qua thành bụng đó, thì khi mà nó xuyên qua thì nó nằm luôn trong đó, giống như chúng ta gai vô mạch máu thì tôi thấy là máu nó không chảy, nhưng mà khi mà chúng ta rút cái cho ca ra rồi thì lúc này nó không có gì chèn ép nó thì nó còn chảy máu. Do đó mà khi mà tụi em cho rồi cố gắng thì được nhập qua khám, nếu mà những cái bệnh nhân mà có mổ nó sâu ấy, thì nếu mà chu ca năm ở bên hông bên phải bên trái là tụi em nhập qua khám trước khi chúng ta kết thúc, thì nếu mà tụi em không không để ý là bệnh nhân chảy máu sau mổ có được dữ dội thì phải mở một đường nhỏ để bộc lộ cái chỗ tổn thương và xử lý an toàn, không chảy máu liên tục. Do đó là những cái căn cơ này chúng ta cũng cơ đối với cơ đó thì nên vén, chúng ta tiếp tục chúng ta tắt mình vén hoặc chúng ta đi tiếp, chúng ta không cắt từ trường hợp mà chúng ta thấy không còn còn cách nào khác để chúng ta cắt, từ cắt nó thành một cái điểm yếu của thành phố hậu phẫu nó cũng đau nhiều hơn nếu mà chúng ta tắt tắt cái cơ chúng ta đi tiếp. Ở trong thì nó làm cái vết thương thì nó chậm hơn, từ đó chúng ta cũng gắng cố gắng được đa phần thì trong chúng ta phải cắt hơn, chúng ta khâu lại chúng ta không nên bỏ sót. Nếu mà chúng ta khâu và bỏ sót thì cái thành bụng sẽ thành cái điểm yếu, cái nguy cơ mà nó thoát vị cái phổi sau này sẽ xảy ra. Còn quá trình lành sẹo thì chúng ta sau khi chúng ta mở bụng xong chúng ta xử lý tổn thương chúng ta đóng bụng lại thì chúng ta cần quan tâm tới những cái tổ chức mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải khâu phục hồi lại, những hoặc thì chúng ta bỏ thì phần phía dưới thì vết mổ thì chúng ta đóng lại những cái tổ chức cân màng thì bắt buộc phải khâu lại. Và nếu mà nó dễ thì có thể khâu một lớp riêng, nhưng đa phần nó có về mặt giải phẫu thì nếu mà ở một phần và dưới thì là còn nếu mà hàng bài trên này chúng ta móc dưới thành bộ cân còn cơ thì đang không lại ha. Còn những trường hợp mà những cái lỗ mổ những cái đường mổ nhỏ đó, thì tụi em có thể không không cũng được, ví dụ như mổ nội sâu những cái lỗ chưa ca 5 cm thì chúng ta không da không cơ thì cơ có thể nó khép lại chúng ta không không. Thì ở thành bụng thì chúng ta có những rất là nhiều cái đường mổ tùy theo chuyên khoa mà chúng ta có những cái đường mổ đặc thù riêng, nhưng mà cái đối với tụi em thì chúng ta biết những cái đường chính thôi, anh sẽ có thể áp dụng cho tất cả các chuyên khoa ở bụng trong bụng hoặc là nhờ bên niệu đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái đường cơ bản nhất. Còn đối với những khi mà đặc thù chúng ta điều trị chuyên khoa rồi thì chúng ta sẽ có những đường mổ riêng. Đối với đại y tế thì chúng ta biết cái đường chính thôi, còn đường phụ cho này phải học khi mà sau khi chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm, thì sẽ thấy là cái đường mà phổ biến nhất là cái đường chúng ta có những cái tổn thương kéo dài hơn thì chúng ta có thể kéo dài đường chắn giữa trên và dưới gối. Khi mà chúng ta kéo dài cái đường trên dưới gối thì thường là qua gối thì đa phần nếu mà tụi em theo trường phái của họ biết thì họ sẽ đi bên trái của dưới gối, còn người ta đi bên phải cũng chẳng sai, nhưng mà thường là ta đi bên sang bên trái thì cũng là khi mà như vậy thì nó tổn thương đôi khi ít tổn thương cái dây chằng là liền hơn. Bây giờ cần kỹ thuật mổ chúng ta có 6 cái bước chính khi mà chúng ta mở mở cái thành bụng này, thì đầu tiên là chúng ta gạch da, chúng ta căng nó một nó hai, rồi chúng ta sử dụng nó một nó hai, chúng ta căng nó gạch gạch theo cái đường đã định, rồi sau đó là chúng ta cắt nó mô mỡ, chúng ta thấy được cái đường chéo,
được những cái thớ cơ nó đang kéo của đường nhánh giữa. Rồi sau đó chúng ta mở một cái đường dứt khẩu năng lên. Rồi sau đó chúng ta dùng cái kéo hoa ôm tầng lường phía dưới và cắt cái đường nhánh giữa bằng cái đường chiều dài của da đã gặp. Sau đó chúng ta dùng cái canh đi tiếp tục kẹp cái khúc mạc và dở lên. Ta làm một tác vũ áo cho nó, ta mở một lỗ của cái khúc mạc vào trong phần bụng. Sau đó ta nâng thành bụng lên, ta cắt hết khúc mạc bằng chiều dài của da đã gặp. Ví dụ như khi mà chúng ta gặp dịch thì em thấy nó còn một cái đường giữa đường trắng giữa thì dễ rồi, mà có nhiều cái đường nhất là những đường nhân mà lớn tuổi mà da nó nhăn nheo, hoặc là những phụ nữ mà chúng ta mổ mà chúng ta muốn đạt cái phần hủy thì khi thấy những cái nếp nhăn da là chúng ta có thể gặp trong cái nếp nhăn da đó. Ví dụ như mổ cái đường ruột thừa đó, theo đường mắt bờ này đó, thì thay vì một đường thẳng thì ta chuyển cái đường là biết rồi, lúc khi đó thì ta đi theo cái nếp nhăn da thì sao sau đó cứ sẹo nó làm nó nằm ở trong cái nhân da thì nó không thấy cái sẹo nó đạt được tính mặt mũi hơn. Còn ngành da thì cái da ra đừng sao gặp cũng vậy, nên nếu mà tay không căng tay gặp cái da thì chứ nó chạy tới chạy lui hồi tay nhìn cái da da nó giống như gặm cưa, các cái đường mổ giống như gặm cưa rất là xấu, nhất là những trường hợp mà tay mà đi ngoài quá. Giảm như thầy ơi. Sao em? Hả? Alo. Bên mồm hết nghe tiếng này rồi. Alo. Linh Hà nghe bình thường thầy ơi. Hả? Dạ cái liên can đại ca hệ tắt mic rồi thầy ơi. Anh thấy trên đây cái giảm mở bình thường đang dạy mà đợi cho nó lại tắt nghe cho. Chờ anh cái anh coi lại. Anh mở bên điện thoại nhắn cho em nghe không ạ? Chờ anh chút xíu anh bị lỗi nữa rồi.
Alo, lớp em. Dạ nghe. Sao nó đang cái video nó lại cái độ nó hơi nữa. Nghe được không ạ? Dạ, đứng một nghe anh ơi. Rồi, đúng không? Bắt tiếp tục của người ta, bị lỗi nhịp tim. Thì đầu tiên là chúng ta căng da, chúng ta gạch. Để cố định cái da, chúng ta gạch nó không bị mình căng cưa. Vì sau đó em thấy cái lớp mỡ dưới da thì thường là những lớp mỡ này nó dày hay nó mỏng tùy theo cái thể trạng bệnh nhân. Có nhiều người béo phì thì người ta thấy là cái lớp mỡ rất là dày, nên ra mình mổ cũng rất là khó khăn đó. Ngày nay thì đối tượng này em bắt đầu gặp nó nhiều rồi đó, bởi vì cái đời sống kinh tế họ còn khá giả hơn. Còn những cái bệnh mà mãn tính hoặc bệnh ung thư thì tôi thấy đa phần họ bị ốm thì cái lớp mỡ dưới da cũng giảm đi. Thì khi mà đem sử dụng như tất cả chúng ta đều sử dụng dao đốt hết, nó có một nước đốt nước cắt á, thì đem thấy những cái mạch máu mà nó dắt ngang á thì đem sử dụng cái nước đốt mình cắt, mình đốt trước rồi sau đó mình cắt sau thì nó sẽ vết mổ sẽ sạch hơn. Còn những trường hợp mà không có mạch máu thì đem chuyển sang cái nước cắt ra đi cho nó nhanh. Còn nếu mà chúng ta không có dao đốt thì khi mà chúng ta gạch da gì thì máu nó chảy dựng rỉ rỉ dưới da, hoặc là những cái mạch máu nhỏ thì đem
lấy canh ly chúng ta kẹp kẹp tay giữ nó 2 3 phút chúng ta mở ra thì nó sẽ cầm máu. Mà trước đây thời khoảng từ anh như sinh viên giống như em người ta tạo phần cái miếng nó miếng vô nó tự cầm máu. Các cái thường cái đường trắng giữa thì khi mà thì chúng ta sẽ thấy với nhau bên phải nó đang chính bên phải bên trái thì chính cái điểm bắt chéo đó, đó là chính là cái đường trắng giữa. Còn nếu những trường hợp mà em thấy ví dụ như phụ nữ hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân mà béo phì quá thì chúng ta xác định nó khó khăn để em có thể căng căng cái mũi kiếm xương ức tế bào trên của gối ở giữa gối thì em có thể đi thẳng luôn, đi thẳng chút rồi sau đó ta đi vào trong thực bộ luôn. Còn những cái cấu trúc giải phẫu một khi nhìn rất là khó khăn. Còn khi mà chúng ta thấy được ít mạch máu do đó thì em có thể sử dụng cái kéo chúng ta đè phía dưới mô mỡ thì mở trước mặt và tắt cái đường trắng giữa rất là dễ dàng. Còn nếu mà đang có dao đớp thì chúng ta sử dụng nó cắt hết cái đường trắng giữa luôn. Thì khi mà thường đa phần là về mặt lâm sàng thì đang cắt hết cái đường trắng giữa thôi là cái phần mụn bắt đầu nó mở ra nó mở phúc mạc cái mô mở trước phúc mạc nó sẽ hồi lên thì những trường hợp mà ta biết là những bệnh nhân mà được chuẩn bị mổ ví dụ như chuẩn bị ruột tốt thì chúng ta mổ bụng nó cũng dễ dàng thôi. Còn khó là những trường hợp mổ cấp cứu ví dụ như bệnh nhân bị cắt ruột thì khi mà bị ruột bên trong nó chứa căng cho nó có khuynh hướng là nó sẽ nó hồi ra hoặc là những vết mổ cũ nó ruột nó dính vào cái mặt trong của thành bụng. Do đó nếu chúng ta mà còn kéo chúng ta mà mở làm là đốt vào trong thành thành ruột hoặc là chúng ta cắt qua cái mở luôn qua cái phần ruột luôn ruột luôn có. Do đó chúng ta cẩn thận cái việc này thì chúng ta tránh cái tổn thương chúng ta làm cái động tác chủ áo chúng ta nâng cái phúc mạc lên chúng ta nhìn. Tại vì tụi em biết là phúc mạc là nó không nó đục đục chúng ta có thể nhìn xuyên thấu được nhưng không phải trong lắm, nhưng mà nếu mà có cái tạng bên dưới thì em có thể nhìn thấy được. Do đó chúng ta dở làm cái động tác chủ áo giống như tụi em giặt đồ mà tụi em sử dụng cái cầm cái câu áo tay vũ rồi đó chúng ta nắm và dở phúc mạc lên và sẽ thấy cái không có gì không cái ruột bên dưới hay phương mạch nổi là chúng ta mở một lỗ phúc mạc luôn nha. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái nhân người mà phẫu thuật viên chính nhân người phụ đó chúng ta dùng tay chúng ta nâng thành bụng lên chúng ta đưa ngón tay vào nâng lên thì cái ngón tay này nó có ưu điểm là chúng ta cái ngón tay nó sẽ đi trước nó ví dụ như tụi em mà mình mổ chính đó, thì cái ngón tay mình sờ bên dưới cái thành bụng mặt trong cái thành bụng nếu mà nó trên láng tức là nó không có cái quay được dính bên dưới thì chúng ta mạnh dạn ta đi thêm đi tiếp để hết cái chiều dài cái vết mổ. Còn nếu mà chúng ta thấy có cái ruột bên dưới chúng ta dừng lại chúng ta gỡ cái ruột ra chúng ta tiếp tục chúng ta điều trị để tránh tổn thương các cái tạng bên dưới. Còn khi mà tụi em mở bụng xong thì đạn sẽ 6 bước xong người ta vào trong trong bụng người ta xử lý tổn thương xong người ta bắt đầu đóng bụng lại thì xử lý tổn thương gì thì sau này tùy theo các loại bệnh mà chúng ta xử lý riêng. Còn hôm nay chúng ta chỉ học cái bài kỹ thuật mở và đóng thôi. Thì sau khi xử lý xong thì tôi bắt đầu đóng bụng. Thì cái nguyên tắc đóng bụng là trước khi đóng thì chúng ta phải kiểm tra lại các cái dụng cụ chúng ta đã xài để tránh cái trường hợp chúng ta bỏ sót cái gạt hay là những cái dụng cụ trong trong bụng mà tụi em cũng đã đọc báo thấy đi dân cũng đã ghi lại ví dụ như những cái thường gặp nhất là cái gạt. Thì cái gạt trong bụng thường là chèn các cái tạng để bộc lộ và xử lý tổn thương thì chúng ta gói gọn là những cái gạt đó ngay khi mà cũng bỏ là lỡ mà bỏ sót thì thấy là chuyển đó sao mổ cái tiền nó cũng rất là khó. Mặc dù cái gạt nó có luồn một cái cọng chỉ kim loại chúng ta chụp đến ít quan miếng ta nghi ngờ chúng ta tìm cho nó dễ nhất nhưng mà đôi lúc cũng nhìn không ra nếu mà tụi em chưa nhìn là chúng ta phải đi đếm gạt những cái dụng cụ gì đưa vào trong sử dụng chúng ta phải đếm cho đủ trước khi chúng ta đóng bụng nhất là những cái gạt mà mổ nội sâu nhỏ nhỏ
nó không không có quy định gọn, nó đâu có quy định bao nhiêu tuổi trong sử dụng mẫu đâu. Nếu mà tụi em không chỉ là biến ngày trước hồi là chúng ta mẫu luôn, ăn ta quên ngày do đó xài nhiều đưa vô nhiều, chúng ta biến trước khi chúng ta kết thúc kiểm tra. Thì thường là ta biết ở vừa còn mẫu thì nếu mà đạt chuẩn thì tới ba người biến, một người phụ dụng cụ trực tiếp trên bàn mẫu ta biến, sau đó cái người dòng hai rồi tới cái người chưa ký chung là ba người biến tất cả. Khi mà họ điểm họ thống nhất với nhau và đủ rồi thì lúc này chúng ta bắt đầu bắt buộc. Còn ở mình thì em thấy là em đi học đó, mình sẽ thường thấy một cô có quản lý có kiêm nhiều phòng, thì ra em cẩn thận nha, để tránh là bỏ sót. Bỏ sót cũng thường mình biết 5, 10 năm là bệnh nhân cũng cũng tìm tới mình được. Lý do là cái hồ sơ là ai mổ là ta họ ghi tên là người đúng không, thì 5, 10 năm sau mổ gì cái nguyên nhân gì đó mà ta phát hiện cái gạt, người ta dẫn đi được cái người mổ đầu tiên. Kỹ càng kỹ càng tốt. Thì khi đóng bụng đó, nên biết là đối với những trường hợp mà bụng mà mổ chương trình, ví dụ như em cắt dạ dày, cắt dạ dày hay khối u trong bụng, sau khi mà chúng ta xử lý xong cái bụng nó rộng thì đóng lại rất là dễ. Mà chúng ta ở dưới ruột cái bụng này, lúc đó tụi em đóng bụng lại rất là khó, đó mình ra là cái nguy cơ mà ta móc cái thành bụng, ta móc vào trong cái thành ruột nó cũng cũng cao, mà lỡ mà chúng ta móc chúng ta phát hiện được từ ở kim ra làm sao, mà nếu mà ta không phát hiện ta móc luôn vào trong thành bụng cột luôn là khâu đính vào trong thành bụng thì hậu phẫu rồi nó cũng nặng nề, nó gây hoại tử ruột hoặc là tắc ruột. Mà nếu mà móc cái thành ruột không dính ruột, mà nếu mà ta móc luôn toàn bộ cái thành ruột vào trong thành bụng nó gây tắc ruột, nó hoại tử cái hoại ruột. Alo. Nó bị nó phá cho lên cái video à. Đúng không? Được rồi không ạ? Nghe cái gạt đây tùy theo những cái bệnh viện mà chúng ta em sẽ thấy, ví dụ như số bệnh viện ở xung quanh thành phố Cần Thơ này thì thường là mấy
này kêu bằng cái ABD. Còn số tỉnh khác xung quanh thì kêu bằng cái gạt mục, nó tức là nó cái gạt nó to để tẩm gạt nước nó che phủ ruột khi mình chúng ta phục sử dụng cái gạt nó phủ lên các quanh ruột, phủ lên vết mổ. Sau đó chúng ta dùng cái băng maleat ta đè cái gạt, ta đè cái gạt xuống để tránh cái tổn thương trực tiếp. Nếu em sử dụng cái băng maleat này ta đè quay ruột thì khi nó gắt hoặc là nó làm tổn thương các quanh ruột đi, chúng ta không đóng lại. Thì cái nhớ là khi mà chúng ta móc tới đâu thì chúng ta kéo cái gạt ra nha, chứ đừng có để mà chúng ta những cái lỗ cuối cùng nó nhỏ là chúng ta kéo cái gạt ra rất là khó. Móc tới đâu chúng ta lùi dần cái gạt để cái băng ra để chúng ta khâu cũng dễ. Rồi giờ khi mà đóng bụng thì ta nhớ là đóng ưu tiên từ từ chỗ khó cho tới trước rồi tới chỗ dễ sau cùng. Lý do là nếu mà tụi em mà móc mà chỗ dễ trước thì như lúc này cái vết thương nó lên, cái vết mổ nó rộng thành ra tụi em móc nó dễ rồi, nhưng mà càng về sau cái vết mổ nó khép dần lại, mà nếu mà ở chỗ khó nữa thì lại càng thêm khó. Do đó là cái lúc đầu chỗ khó thì chúng ta cái vết mổ nó rộng đó, tụi em mà khâu lại, sau đó thì chúng ta tới cái nước cuối cùng thì nó dễ, thì chúng ta cũng mặc dù nó khó nhưng cũng làm dễ ha. Rồi chúng ta khâu chỉ khâu thì em nhớ là khâu tùy theo các cái cấu trúc mà chúng ta chọn, chúng ta có thể khâu bằng chỉ tan hoặc là chỉ hoàn tan hoặc là chỉ tan chậm đó. Nhưng mà thành bụng thì thường là tụi em sẽ sử dụng cái chỉ tan tan chậm. Thì nếu mà tan nhanh thì nó không đủ thời gian lành vết thương. Nó không đủ làm vết thương thì nghe nó bị anh giờ nè, anh xin lỗi một cái đường link nó đang bị không nghe, nó cái micro nó bị thoát ra ngoài. Anh nghe chắc cái lớp em có thể nghỉ rồi cái lớp sao anh dạy cho em được không? Nghe là đóng bụng là em nhớ là chỉ tăng chậm, chỉ sử dụng chỉ tăng chậm. Còn những trường hợp mà thành bụng mà nó bị bung chỉ thành bụng nhiều lần thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cả cái chỉ không tan, để sau đó cắt sau. Thì đóng thành bụng thì em có thể khâu căng cái khúc mạc thành một lớp, sau đó chúng ta khâu da riêng. Còn đối với một mà dưới thì để khuôn mặt nó lỏng lẻo, do đó mà tụi em có thể khâu một lớp riêng để tránh cái tình trạng mà cho thành bụng khâu khuôn mặt nó riêng nó lộn ra ngoài, vậy thì cái ruột nó không có bị bám vào, nó không có gây dính ruột sau mổ. Thì ra là thường là 1-2-1 và dưới thì chúng ta đóng lại được để không riêng được. Còn thời gian lành vết thương thì tôi thấy là nó diễn tiến theo mức độ, tùy theo mục đích của mình. Tại vì một số bệnh nhân sẽ hỏi xem là khi nào là lao động nó được ha. Thì tôi thấy là cái vết thương đó là trong vòng 10 ngày đầu thì nó làm nó bền vững là nhờ vào cái cẩm chỉ chúng ta đóng là chính. Còn những trường hợp mà sau 10 ngày thì đa phần là về phía bệnh nhân ra, khi mà đóng chỉ đóng thành bụng đó, nếu mà tôi thấy là nó buông chỉ thành bụng thường trong 10 ngày đầu, 10 ngày đầu thường là liên quan tới chân lậu kỹ thuật là chính, hoặc là do chúng ta chọn chỉ sai, chỉ nó không đúng kích cỡ nè, rồi mà bệnh nhân nó thì bị áp xe tuần lưu, hoặc những trường là liên quan tới những bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch nè, là bệnh nhân bị thiếu máu, thở máy kéo dài, thì thường là những bệnh nhân này sẽ bị chỉ thành bụng ra, chúng ta phải coi là cái nguyên nhân chúng ta xử lý. Còn sau 30 ngày thì thường là cái vết thương nó sẽ lành khoảng 40% bình thường trước mổ.
Do đó mà thường là những 40 gram này thì thường là nó chịu được những cái những cái bệnh những cái thao tác, ví dụ như những bệnh nhân mà có thể ngồi xổm được hoặc là những động tác mà nhảy mũi đó, thì tụi em biết là khi mà nhảy mũi thì áp lực ổ bụng rất là tăng, hoặc là tư thế ngồi xổm, thì khi mà 4-30 ngày thì có thể chịu được cái lực này. Do đó những bệnh nhân mà có thể mà hai cái tư thế đó là cái áp lực mà tăng cao nhất của thành bụng, do đó là thường là 30 ngày thì bệnh nhân có thể trở về những cái công việc nhẹ nhàng được. Còn nếu mà vết thương mà nó làm giống như chưa mổ thì ít nhất cũng khoảng 300 ngày trở lên, do đó thấy là rất là lâu. Do thường là những cái môn thể thao nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể cho bệnh nhân trở về được, hoặc là chơi được, hoặc là làm việc chân tay nhẹ bình thường là được. Rồi về đường mẫu thì những cái đường cơ bản này, thứ nhất đó là cái đường giữa trên đốn, thì cái đường này cái gì alo ngoài chiếc mạng quá mất tiền. Cái đường giữa trên gốm thì chỉ định cho những trường hợp mà ví dụ như bệnh nhân bị sỏi mật nè, bị thủng dạ dày, ung thư dạ dày hạ sườn phải, hạ sườn trái đó, thì chúng ta có chỉ định này. Thì đối với trường hợp ưu điểm là nó đi trực tiếp vào tổn thương, nhưng mà khuyết điểm là thấy là cái đường trắng nó đi dễ nguy cơ nhiễm trùng vết mổ. Nếu chúng ta khâu bị nhiễm trùng hoặc khâu không tốt thì chúng ta dễ bị thành bụng yếu, nó phát bị vết mổ sau này. Thì đầu tiên là cái bờ trên của gốm ngang đường giữa, nhưng mà thường nếu mà tụi em kéo được tới gốm thì tụi em đừng có đi sát gốm, tại vì nếu mà lỡ mà chúng ta có muốn đi bọc qua đi xuống đường chắn giữa dưới gốm thì tụi em sẽ đi quẹo cua rất là khó. Nghe tờ bản là 2 cm trên gốm là chúng ta dừng lại. Khi đó mà nếu mà chúng ta muốn đi thêm nữa thì chúng ta quẹo qua bên phải hay bên trái, và bắt qua bên phải hay bên trái thì rất là dễ nha. Chúng ta đừng có đi sát, thì sau đó thì em sẽ thấy mô mỡ dưới da, chúng ta sử dụng chúng ta cắt hết mô mỡ đây. Thì trong sách ngày nay thì thầy ơi, nãy giờ không nghe hết mà vẫn thấy xì la chạy. Bây giờ như này cái nhóm nào mà không nghe được đó em, thì tụi em ở đường số mấy vậy, là lên số mấy à? Thì chúng ta thấy ví dụ như nếu mà tụi em thấy những người mà nam mà lao động nặng thì tụi em thấy cái đường trắng giữa nó hõm xuống, tụi em thấy rất là rõ. Còn đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà bụng nó không rõ rồi thì chúng ta căng cái đường trắng giữa này, cái thớ cơ bên phải nó căng nó chéo sau, thì ngay cái đường giữa, đường chéo đó, là chính là cái đường trắng giữa đó, thì tụi em có thể sử dụng cái dao đốt hoặc cái dao thường, tụi em gạch một đường nhỏ sau đó chúng ta mở hết cái căn, sử dụng cái thuốc cắt chúng ta cắt hết cái đường nhãn giữa này, chúng ta mở thì khi mà tụi em cắt hết cái đường nhãn giữa đây thì tụi em sẽ thấy cái mô mỡ trước khuôn mặt nó còn có hình nước, nó sẽ phồi ra, thì những cái mạch máu mà nó dắt ngang đây thì tụi em chủ động mình có nước dao đốt thì em đốt trước, sau đó chúng ta sẽ mở thì nó sẽ vết mổ không bị chảy máu, sạch hơn. Còn nếu mà trường hợp mà mạch máu nhiều quá thì thậm chí những mạch máu lớn thì em có thể cột luôn, chúng ta móc cột ngang luôn để cầm máu tốt hơn, nhất là những trường hợp mà có tình trạng mạch hại đó thì chúng ta mở luôn. Chúng ta dự đi thấy là cái ly chúng ta cầm cái thuốc mạc, hai người phụ một bên, người mổ chính một bên, ta dở thuốc mạc lên, nếu chúng ta thấy không có gì chèn ở giữa thì chúng ta mở luôn cái khúc mạc hết chiều dài của cái vết mổ, rồi sau đó chúng ta xử lý xong chúng ta đóng bụng lại. Thì thường là nên thấy là trong sách của Mỹ tới ngày nay thì họ vẫn sử dụng những cái phương pháp truyền thống sử dụng dao này, nhưng thực sự cái dao mổ này thì ngày nay thì chúng ta không nên chài, chúng ta nên sử dụng cái mát, hoặc là chúng ta sử dụng cái dao đốt này nó chủ động hơn nha.
về một số đường đó là đường chắn giữa, còn đường xuyên thì đường xuyên xuống ra ngoài hoặc là đường xuyên xuống vào. Trong hoặc là đường xuyên hay đường ngoài, từ trong ra ngoài bên phải bên trái đường hai lối xanh là hai cái đường này sử dụng phổ biến nhất, hoặc là đường xuyên xuống vào trong thì đây là cái đường Mcconney để sử dụng mổ cho cái trường hợp mà viêm ruột thừa đó. Còn cái đường thẳng ngang thì chúng ta sử dụng cho trường hợp bên nhi khoa đó. Hoặc là đường vòng cung dưới gốm bên sản khoa chúng ta hay sử dụng. Thì đây là cái đường xuyên từ từ trong ra ngoài đó, thì tụi em có thể chỉ định cho những trường hợp ví dụ như bên phải thì trong những trường hợp thổi mật hoặc là dạ dày. Đối với những trường hợp thổi mật thì chúng ta tốt nhất là nên mổ đường giữa trắng giữa trên gốm, nhưng mà do những bệnh nhân thổi mật thường hay tái phát, họ mổ đi mổ lại nhiều lần như vậy thì nó dính vào cái vết mổ rất là nhiều, do đó chúng ta đôi lúc chúng ta phải chọn một cái đường vị mới. Thì bình thường là tụi em cho ví dụ như chúng ta đo cái bờ dưới của phim trường là khoảng 3 cm, chúng ta gặp song song với bờ sườn thì chiều dài của nó thì tùy theo cái người mặt ốm thì chúng ta chọn cái kéo dài với vết mổ như thế nào nhé. Thì đầu tiên tụi em sẽ gặp da song song với bờ sườn bên phải hoặc là bên trái, chúng ta có chỉ định như trường hợp mà lách hoặc là gan bên trái chúng ta đưa bên trái thì tụi em gặp song song với bờ sườn bên trái bên phải bên trái 300 m gặp một đường thẳng thì em sẽ thấy mô mỡ dưới da, thì cái bao trước của cơ thành bụng, cơ chế bụng ngoài, cơ chế bụng trong, cơ ngang bụng là em phải cắt hết. Do đó mà cái trong quá trình phẫu thuật này là em thấy cắt cơ rất là nhiều, rồi nó chảy máu nhiều, ra hậu phẫu thì cái khuyết điểm của cái đường mổ này là sau mổ thì bệnh nhân sẽ rất là đau, ta tách lớp nhiều, do đó cái thời gian mở cái vết mổ cũng lâu. Khi mà chúng ta đóng bụng lại mà không khéo thì cái nguy cơ nhiễm trùng dịch mổ hoặc là chúng ta không muốn lớp thì nó bị trở thành cái điểm yếu, là cái nguy cơ mà thoát vị dịch mổ cho này cũng tăng lên. Thì đây là trường hợp là bị sỏi mật. Trên thực tế là ta thấy là mổ theo cái bờ sườn bên phải đây, trước đây người ta cũng đã mổ rồi là trước đó một lần, thì bây giờ bệnh nhân bị sỏi tái phát lại đi theo tiếp tục theo cái đường bờ dưới dưới sườn bên phải, ta mổ xử lý tổn thương xong ta khâu lại. Còn cái đường mà xuyên xuống vào trong đó, tức là đại diện cho cái đường này là cái đường Mcconney, thì cái đường mẫu này là chúng ta chỉ định cho viêm ruột thừa cấp thôi đó. Chứ còn viêm phúc mạc thì chúng ta không nên chọn đường này, tại vì chúng ta xử lý về tổn thương ta rửa bụng đó. Do đó mà đường mẫu này chúng ta chỉ sử dụng xử lý được cái khu vực quanh cái khi dùng hỗ trợ lại hơn. Nếu mà mũ ở trên cái tầng trên hoặc là từ tử cung thì tụi em rửa bụng vẫn là làm sạch cái mặt khó, nên ra cái chưa có mũ trong phần bụng thì tụi em sử dụng đường mổ này. Thì cái đường mổ này chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ đo từ gốm tới cái gai chậu phía trên, là chúng ta sẽ là chia làm ba phần, cái mỏ giao điểm phòng ba ngoại hai ba trong chúng ta cái điểm mắt người này. Thì cái đường mổ mắt này chúng ta nói thì chúng ta gặp qua cái điểm này thì tụi em nhớ là cái ví dụ như chia là phần trên của cái điểm này là 2/3 và phía dưới này là 1/3, ví dụ như 6 cm thì phía trên của điểm cái điểm này thì là 2/4 cm, phía dưới là 2 cm. Thì nếu mà tụi em đi sâu quá thì đi vào trong cơ thành bụng, chúng ta không tắt vào đúng theo cái hướng cơ được, do đó chúng ta đi tiến một loạt phía ngoài rồi tắt theo cái cơ dễ hơn. Thì đầu tiên thì tụi em sẽ gạch da theo một cái đường thẳng. Còn nếu mà cái đường A này là tụi em nếu mà muốn đạt thẩm mỹ, ví dụ như những bệnh nhân nữ thì họ có một cái nếp nhăn gì đó thì tụi em muốn đạt được cái thẩm mỹ này thì tụi em đi theo cái nếp nhăn da, nhưng mà cái trung điểm vẫn là đi theo cái điểm mắt bên đây này, thì là chúng ta gạch da. Sau đó chúng ta thấy cái mô mỡ dưới da, chúng ta thấy cái cơ chế bên ngoài. Thì trong sách thì ngày nay thì vẫn là sử dụng cái dao, nhưng thực sự trên thực tế ngoài đang sử dụng cái kem ly, chúng ta tắt cái thế cơ này đó, chúng ta thấy tiếp tục cái cơ chế bụng trong, chúng ta quay cái đầu kem ly lại, chúng ta tắt tiếp cái cơ nữa, chả lấy cơ ngang bụng ta tắt luôn vào trong phần bụng. Thì ưu điểm của cái phương pháp này là chúng ta sử dụng khi mà chúng ta mổ đường này thì nó đi trực tiếp vào cái tổn thương, chúng ta xử lý rất là dễ dàng. Vết mổ thì thường là nó ngắn, nó không dài lắm, nên nó hậu phẫu rồi bệnh nhân cũng ít đau sau mổ.
chúng ta mổ, chúng ta đi cắt rất là nhiều lớp cơ chế bụng ngoài, cơ chế bụng trong, cơ chế bụng. Do đó mà đem che chắn cái vết mổ không tốt đó, thì cái nguy cơ là nhiễm trùng vết mổ sẽ tăng lên. Mà khi mà nó nhiễm trùng nó nằm ví dụ như ở phía dưới da này thì cắt chỉ thì nó sẽ thoát mẫu ra trong sắp trường hợp khó, những đó sẽ nằm sâu bên trong này để thấy là nó, chúng ta phải phá hết các cái mối chỉ sâu chúng ta ra là cái sao mổ nó là có lành thì mình cái nguy cơ nhiễm trùng vết mổ nó sẽ rất là cao, không bị nha. Còn một cái đường mà rất là phổ biến đó, cơ bản là phổ biến là sử dụng bên sản khoa là cái đường phần cung dưới rốn, thì đây nên số thầy kêu bằng đường tăng lên tiêu đó, tức là sử dụng cho trường hợp mà mổ ví dụ tiểu khung mà thường nhất là mổ bắt con hoặc là mổ cắt u nang u sơ hoặc cắt tử cung, thì để thấy là nó có tính thẩm mỹ, do ngay cái phía bên trên rốn là có một cái nếp nhăn, do đó thường là mình chúng ta sử dụng tận dụng cái nếp nhăn đó, chúng ta gạt sẽ cái nếp nhăn đó, thì khi mà nó làm gì thì cái sẹo nó nằm ở trong cái nếp nhăn da đó, thành ra là chúng ta thấy cái sẹo mổ nó gần như không có, nên là đạt cái tính thẩm mỹ cao. Mặc dù bên ngoại khoa là đang biết là cái thẩm mỹ thì họ đặt hàng cuối cùng chúng ta ưu tiên để chúng ta điều trị bệnh là chính, nhưng mà ngày nay thì chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ. Thì đầu tiên chúng ta gặp theo cái nếp nhăn da, thì cái độ dài của cái vết mổ này tùy theo cái tổn thương, dù như cái mổ bụng trứng hoặc là cắt tử cung thì cái đường mổ nó ngắn hơn so với mổ bắt con. Thì chúng ta gặp sau đó thì mới thấy mô mỡ dưới da, ta cắt hết mô mỡ dưới da và thì mới thấy là cái cơ chéo là cơ thạch cùng bên phải bên bên trái, thì lúc này chúng ta cắt luôn cái bờ ngang của cái cơ thạch bờ vào trước của cơ thạch bụng lên, thì chúng ta cắt ngang mà bằng cái chiều dài của da đã gặp. Sau đó thì chúng ta thường cơ thạch bụng bây giờ chúng ta không tiếp tục cắt ngang cơ nữa, từ mà chúng ta chuyển sang cái đường đi đường dọc lại đường giữa dưới, chúng ta tách cái cơ thành bụng bên phải bên trái ra, thì từ nếu mà quen mà có đi sâu xuống nữa thì bên sẽ thấy một cái cơ tháp nhỏ tiếp tục trên nó sẽ buông, chúng ta cắt tiếp trước nữa, chúng ta chia đầu cái cơ ra làm hai nữa, chúng ta sẽ đi vào trực tiếp cái phần bụng, thì lúc này bên sẽ thấy cái cung nằm ngay bên dưới xử lý rất là dễ dàng, hoặc là mổ bắt con rồi sau đó chúng ta đóng lại. Thì ưu điểm của cái đường mổ này là chúng ta xử lên đi trực tiếp vào tổn thương, chúng ta xử lý rất là dễ dàng, mang tính thẩm mỹ cao. Nhưng mà chúng ta tách nhiều lớp như vậy thì hậu phẫu bệnh nhân cũng cao, nếu mà nhiễm trùng thì nó phá cái vết mổ, thì nguy cơ mà nó thoát vị vết mổ nó cũng cao hơn. Thì đây là thực tế cho lâm sàng, phải nói là cái mổ ra cắt u sơ tử cung mình đi theo cái đường cái nếp nhăn trên bệ này, ta cắt hết mô mỡ đó, thì chúng ta sẽ thấy cái bao cơ thành bụng ngay phía dưới đây. Chúng ta cắt ngang cái bao trước của cơ thành bụng thì ta thấy là hai cơ thành bụng nằm hai bên, chúng ta tiếp tục đi theo cái đường dọc. Thì nếu đường ngang thì có hạn chế ta phải cắt cơ, bệnh nhân sẽ rất là đau, do đó chúng ta sẽ đi cái đường dọc lại đó. Thì thấy khúc mạc đang mở, lỗ khúc mạc chúng ta cắt hết cái mạc bằng cái chiều dài mà chúng ta xử lý tổn thương thì nên sẽ bộc lộ cái tử cung rất là dễ dàng, chúng ta khâu lại cắt tử cung sau này xong thì chúng ta khâu lại từng lớp như cấu trúc giải phẫu ban đầu thì nó sẽ mang cái tính thẩm mỹ cao hơn và thuận lợi hơn. Còn đây là trường hợp mà chúng ta phẫu thuật đường ngò đường giữa trên gốm đó là nó nằm là phía dưới, giờ đó chúng ta nếu mà tụi em mà kéo đường trên gốm không thì không đủ, nên đó chúng ta phải đi xuống dưới gốm luôn, nên đây là cái đường chống giữa trên và dưới gốm. Thì nên thấy là những bệnh nhân mà bị ung thư này hoặc là lớn tuổi, những bệnh nhân lớn thì ta thấy là tự xác định cái đường chống giữa rất là dễ, còn những người béo phì thì là tương đối khó. Đầu tiên thì chúng ta căng da, chúng ta gặp theo cái đường mà chúng ta đã định, chúng ta gặp da này. Rồi sau đó mô mỡ này thì dao đốt, chúng ta sử dụng dao đốt, chúng ta cắt hết cái mô mỡ dưới da và thấy được cái đường chân giữa đây. Thì sau khi xác định được cái đường chân giữa, chúng ta mở một lỗ nhỏ.
ta cái đường chống giữa đó này, sau đó chúng ta luồn cái kéo mayo phía dưới, sử dụng cái nút đốt của dao đốt chúng ta cắt hết cái chiều dài của cái đường chống giữa này. Thì thường là những người mà có mô mỡ chứ khúc mạc nhiều thì cái khúc mạc nó tách biệt cái đường chống giữa dễ, nhưng có những trường hợp mà ớn mô mỡ nó ít rất là mỏng nên thì tụi em mở cái đường chống giữa thôi là nó cũng đã thấm vào trong phần bụng. Ví dụ như đây là trường hợp cụ thể, hay tên mở cái đường chống giữa thôi nó cũng thâm vào trong phần bụng luôn. Còn không là chúng ta làm cái động tác giữ áo cho nên cũng mạc lên, chúng ta thấy không có tổn thương gì hết, không có cái cơ quan gì bên dưới hết, thì tụi em mở lỗ nhỏ, sau đó chúng ta cắt hết cái chiều dài của cái vết thương gạch bằng cái chiều dài của da để xử lý tổn thương. Rồi sau khi mà chúng ta xử lý tổn thương xong thì chúng ta đóng bụng lại. Thì ngày nay đóng bụng thì nó cũng có nhiều cái cách đóng, một là đóng mà bằng chỉ luôn luôn mà chỉ căng chậm, không sử dụng chỉ căng chỉ nhanh được, mà ít nhất là chỉ căng chậm. Còn kích thước là số 1 cho lên. Thì đầu tiên là chúng ta có thể khâu mũi đơn hoặc là mũi bắt. Thì nhiều trước đây đó thì họ hay sử dụng cái mũi đơn vì còn món nọ, nhưng mà nghiên cứu gần đây thì nó thấy là nếu mà chúng ta không có mũi đơn thì nó sẽ nhiều mũi, nó rất là tốn thời gian. Còn nếu mà chúng ta không mũi bắt thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà ưu điểm cái nó là cái mũi đơn như vậy đó, thì mỗi lần mũi đơn vậy thì sẽ có một cái nốt cột trong cái vết mổ, là cái dị vật trong vết mổ do nguy cơ nhiễm trùng nó sẽ tăng lên. Còn nếu mà thâu cái mũi bắt như vậy thì nó không có nốt cột, nó đi liên tục, do là cái giống như dị vật nó sẽ ít hơn. Thì đầu tiên người ta thấy là khâu chúng ta khâu từ cái chỗ khó cho tới chỗ dễ ha. Ví dụ như khó là đường mổ giữa trên gốm, người ta thấy là khó là trên gốm, dễ là trên mũi kiến xương ức. Thì ở phía dưới này ta biết là cái cấu trúc giải phẫu nó chỉ có gan bên trái hoặc dạ dày, thường hạn này nó ít hội những cái trường hợp mà bắt buộc. Thành ra tụi em khâu những cái mối cuối cùng khép lại, mình khâu cái mọt thì không buộc đó. Giờ đó thì mà lúc này vết mổ nó rộng, quan sát dễ thì sẽ móc cái mũi đầu tiên, nhưng mình coi như là khó đó. Chúng ta cầu lên tới những món cuối cùng chúng ta móc mù cũng yên tâm hơn. Còn nếu mà đây mà sẽ móc không quan sát được bên dưới thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn đó. Thì tới nó cuối cùng chúng ta cột lại xong là thâu dài lại. Còn nếu mà những trường hợp mà mổ mà đường mổ dài giữa ở dưới thì cái chỗ mà khó nhất lại là cái trên xương môn, thì phía dưới nó có bàng quang. Thì những mối đầu chúng ta nó rộng, người ta thấy được cái bàng quang dễ, chúng ta móc căn cơ thôi, chúng ta bỏ được lịch chừa cái bàng quang lại, chúng ta đi lên trên gốm thì nó dễ hơn, an toàn hơn. Thì so với cái đó, như cái mổ nó to, nó dài, nó rộng, chúng ta quan sát dễ, để xử lý dễ. Rồi những trường hợp mà nếu mà lần đầu còn lần thứ hai bị bung chỉ với mổ, người ta thấy là cái thành bụng nó rất là mỏng, nó định ra tụi em thâu cái mũi cắt là khả năng mà nó bung, nhất là những trường hợp mà bung hai ba lần, luôn chúng ta ra nói về là thâu lại nó cột thành mũi đơn, thì sau một tháng hai tháng chúng ta cắt, thì cái vết mổ mà bung chỉ thành bụng mà không đi thép thì rất là xấu, nhưng mà cũng vì chất lượng cuộc sống của ông về tính mạng cuộc sống chúng ta phải chấp nhận thôi. Chứ còn nếu mà đang không mũi chỉ đơn nữa, chúng ta cột nó mình chắc chắn hơn. Có nhiều người đã biết là bị suy si dinh dưỡng hoặc là bị nhiễm trùng cái mổ đó, khi bệnh nhân chuẩn bị về 10 ngày 20 ngày ngồi nó nhảy mũi cái bung cái ghẹt ra ruột lòi ra ngoài, ra là chúng ta sử dụng nghi ngờ chúng ta sử dụng mũi đơn chỉ thép là tốt nhất. Còn nếu mà còn cá cá nó đang lấn cấn nó bung nó bung thì bạn có thể sử dụng mũi đơn an tâm hơn. Tại vì mũi đơn nó bung mũi này thì còn mũi nọ nó không trợ lẫn nhau, thì cái câu mũi vắt, tại vì mũi vắt nó chỉ có lỏng một mối thôi là nó sẽ lỏng hết toàn bộ cái dịch mổ của chúng ta. Còn khi mà đóng bụng về khâu da thì sẽ thấy là nó tùy theo cái loại phẫu thuật, nếu mà thông thường này thì sẽ thấy là câu mũi đơn cũng được, hoặc là chúng ta những cái dịch mổ sạch ví dụ như mổ có mũi giá hoặc là mổ có bị bẹn thì nó không có vi khuẩn đó, thì bên có thể chúng ta có thể khâu mũi vắt luôn, mũi vắt luôn giống như đóng bụng như thế. Hoặc là chúng ta sử dụng cái keo dán, keo sinh học đó. Ngày nay thì tôi biết là có nhiều cái phương tiện cố định giúp cho chúng ta cũng rất là thoải mái đó.
thì keo được những cái vết mổ mà sau khi chúng ta lau sạch, ví dụ như vết mổ đây em khâu xong cái lớp dưới lớp chính này đó, còn lại mô lý da và da sau bôi keo hay em bị mặt nó áp là để lại khoảng một hai giây sau là nó dính dính lại luôn, chúng ta không cần phải cắt kỹ. Thì theo anh thấy là rất là có lợi cho những trường hợp em bé nó bị chấn thương những vết mổ nhỏ nhỏ mà tụi em khâu lại đâu em bé đâu nằm yên, cho nên họ rất là sợ. Thành ra nếu mà chúng ta dán keo được là cũng rất là hay, không phải cắt chỉ nhưng rất là không có vết hằn của cộng chỉ thì nó đỡ cái thẩm mỹ nó cao hơn. Hoặc là những trường hợp mà tôi thấy là cái vết mổ mà nó dài quá, thay vì chúng ta khâu từng mũi mà mổ này rất là lâu thì em có thể sử dụng clip kìm ba nước tắm bằng kim loại, sau đó chúng ta gỡ ra, còn nếu lành thì chúng ta gỡ ra, thì chúng ta chỉ cần một người phụ ép hai mặt da lại, chúng ta đưa áp cái dụng cụ giống như là bấm tập bấm căng hoặc là vết mổ này, thay vì em mất của khoảng chừng nửa tiếng chúng ta khâu lại thì này thì khoảng 3-4 phút mà chúng ta ít cái nguy cơ nhiễm trùng hơn. Còn những cái mối tỉ mà đem thâu ra sợi này thì vi khuẩn nằm ở trong những cái tỉ này, khi mà chúng ta kháng sinh nó không vào được, còn những clip bấm này thì tốt hơn. Thì cái clip bấm này ta biết là đầu tiên người ta cũng nghĩ từ cái con kiến này đó, thì trước đây trước khi khoa học mà chưa phát triển nhiều quá thì ta biết là những cái vết thương đâu có gì đâu, không lại mà không chưa nghĩ ra cái tỉ. Giờ ở châu Phi nó có loại kiến càng, cái càng nó rất là to, nên khi cho hai cái vết thương nó bó áp sát lại thì cho kiến cắn, thì sau khi cắn xong thì họ cắt ngắt ngang cái phần cổ đi, lấy cái phần thanh bỏ đi, còn lại cái đầu của kiến thì nhờ cái đầu nó giữ hết vết thương lại, làm cho vết thương ổn định hơn. Thì ngày nay người ta áp dụng như trường hợp và bấm biết rồi. Thành ra cái mổ mở thì dần bị được thay thế bằng mổ mà sâu lên mấy lần. Nếu mà chúng ta mổ mở được mổ trên rốn rất là dài, trong trường hợp đó mật thì ngày nay là chúng ta mổ bằng đầu sâu thì chỉ có 3-4 lỗ nhỏ hay thôi, thì nó cũng thay thế tương đương với cái mổ mở. Do đó dần thì cũng sẽ thay thế dần thì tập tới đây tôi hướng dẫn lên cái bài cái phần mở bụng thôi. Nhưng mà trong quá trình dạy về những cái máy lỗi kỹ thuật, anh xin lỗi lớp đã kéo dài cái thời gian cũng như gián đoạn cái bài, lớp thông cảm giùm anh. Còn cái nhóm mà không nghe được thì để anh dạy lại cho em buổi ghi nhé. Cảm ơn lớp đã lắng nghe nhiều. Thì có còn không, trong quá trình được ngành học lâm sàng cho em đó thì em có thể hỏi trực tiếp từ chỗ bệnh viện trường cháu anh sẽ nói kỹ thêm.